Theo chủ trương của thành phố Hải Phòng, các khu công nghiệp đang hoạt động tại địa phương này đang chuyển đổi sang mô hình sinh thái, thành lập các khu công nghiệp mới theo tiêu chuẩn sinh thái. Đồng thời, không còn việc thành lập khu công nghiệp độc lập, rời rạc mà có sự liên kết giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, liên kết giữa khu công nghiệp và phát triển đô thị, hiện đại hóa nông thôn. Hiện địa phương này đang thí điểm xây dựng hai khu công nghiệp sinh thái gồm khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và khu công nghiệp Dipsy. Hiện nay trong 14 khu công nghiệp của chúng tôi đã được thành lập đều theo cái mô hình là khu công nghiệp tổng hợp chứ không chưa có áp dụng những cái tiêu chuẩn sinh thái như vậy. Và chúng tôi đang thử nghiệm hai cái mô hình chuyển đổi các cái mô hình từ khu công nghiệp tổng hợp sang khu công nghiệp sinh thái để chúng ta đáp ứng cái yêu cầu mới về sinh thái rồi tiêu dùng xanh, sản xuất xanh của các thị trường mà chúng ta đang xuất khẩu sản phẩm sang. Thì đó là gì? Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và Dipsy, nhưng chúng tôi không dừng ở đấy. Chúng tôi đang khuyến khích và tạo điều kiện cho 12 khu công nghiệp đã được xây dựng còn lại tiếp tục chuyển đổi theo mô hình sinh thái theo hướng là có cộng sinh công nghiệp, áp dụng mạnh mẽ cái kinh tế tuần hoàn trong nội khu công nghiệp, sử dụng các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn. Thế còn 13 khu công nghiệp mà sẽ thành lập mới từ nay cho đến năm 2025 thì cơ bản sẽ thực hiện theo hướng áp dụng ngay các tiêu chuẩn về sinh thái trong hình thành những khu công nghiệp này. Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp coi biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Do vậy, xây dựng khu công nghiệp sinh thái không phải là lựa chọn mà là tất yếu để đáp ứng các yêu cầu phát triển của một giai đoạn mới. Địa phương nào thực hiện sớm khu công nghiệp sinh thái sẽ có lợi thế cạnh tranh tốt. Theo quy định, để xây dựng khu công nghiệp sinh thái, các doanh nghiệp không vi phạm bất cứ quy định gì trong đầu tư, sản xuất trong vòng 3 năm trước thời điểm đăng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái và phải thực hiện ít nhất một cộng sinh công nghiệp, cùng các giải pháp sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải ra môi trường. Điều này cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn và phải đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Trong kế hoạch chuyển đổi của Dipsy từ một khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái, cũng như kế hoạch thúc đẩy tham gia của các nhà đầu tư thứ cấp vào sự chuyển đổi này, Dipsy đang cân nhắc đến việc xây dựng thang điểm phát triển bền vững cho mỗi nhà đầu tư thứ cấp trong tổ hợp để phản ánh những nỗ lực phát triển bền vững của họ. Nếu chúng ta đưa mô hình này lên một tầm cao hơn như là cấp độ địa phương, chỉ số xanh này sẽ thể hiện nỗ lực của mỗi địa phương trong việc mang đến một môi trường đầu tư xanh và an toàn cho những nhà đầu tư tương lai. Tháng 5 năm 2022, Nghị định 35/2022 NĐ-CP được ban hành, đưa ra những quy định trong quản lý và phát triển khu công nghiệp trong tương lai. Nghị định đặt ra những yêu cầu, tiêu chí mà một khu công nghiệp sinh thái cần tuân thủ, đồng thời cũng khuyến khích các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hợp tác, phối hợp với nhau trong quản lý chất thải, sử dụng hiệu quả năng lượng và các hoạt động phát triển bền vững. Các khu công nghiệp sinh thái cũng phải cung cấp quy hoạch tổng thể thể hiện chính sách phát triển bền vững, ví dụ như điện mặt trời áp mái, điện gió, hệ thống thu gom nước mưa. Nghị định 35 cũng khuyến khích chính quyền trung ương và cấp địa phương đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam. Chúng tôi cho rằng những điều này sẽ giúp Việt Nam thu hút được các dự án đầu tư nước ngoài có chất lượng cao hơn. Thực tế, Nghị định 35 năm 2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế hiện là văn bản mới nhất, đầy đủ nhất với những quy định về tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái, ưu đãi đối với khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái, v.v. Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình này vẫn cần có hướng dẫn, quy chuẩn rõ ràng hơn trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp sinh thái. Đồng thời cũng cần có sự hỗ trợ nhiều hơn từ chính phủ, chính quyền các địa phương và sự chung tay của cộng đồng các doanh nghiệp. Nghị định số 35 của chính phủ thay thế cho nghị định 82 trước đây thì đã có những quy định rất là rõ ràng về khu công nghiệp sinh thái, về doanh nghiệp sinh thái, về trình tự thủ tục như thế nào để công nhận khu công nghiệp sinh thái đấy. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta đang còn phải chờ Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp cùng các bộ khác để ban hành một cái thông tư về tiêu chuẩn cụ thể như thế nào là một khu
công nghiệp sinh thái, rồi là doanh nghiệp sinh thái thì như thế nào. Hiện nay thì cái ví dụ như là cái thiết kế về quy hoạch xây dựng chi tiết trong khu công nghiệp sinh thái thì phải như thế nào, thì chúng ta còn chưa có cái hướng dẫn cụ thể của bộ xây dựng, các bộ liên quan. Chúng ta mới chỉ khống chế được là đất cây xanh, rồi đường giao thông là tối thiểu là phải là 25% thôi. Thì với cái sự hỗ trợ của các quốc tế của Vinido, rồi chính phủ Thụy Sĩ, thì chúng ta cái bộ tiêu chí này đã đang được xây dựng và sắp được ban hành. Và về phía Hải Phòng thì chúng tôi đang hướng dẫn hai khu công nghiệp Nam Cửu Kiền và Dipsy chuẩn bị những cái điều kiện để mà chúng ta chủ động đánh giá việc đáp ứng, trước hết là áp dụng theo những tiêu chuẩn quốc tế, trong khi còn chờ chúng ta phải nội luật hóa, chúng ta ban hành thành cái tiêu chuẩn của chúng ta sẵn sàng cho việc công nhận khu công nghiệp sinh thái.